Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cùng nhau làm quen với lại chữ R. Các bạn cùng nhìn lên trên vở nhé. Ở đây thì sẽ có gì nhỉ? Chữ R in hoa và chữ R in thường. Các bạn phát âm đều là R. Uốn lưỡi cong lên nhé, R. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu đố. Chỉ gặp nhau vào mùa hè, ào ào át cả tiếng ve cuối trời là gì? Chỉ gặp nhau vào mùa hè, ào ào át cả tiếng ve cuối trời. Quan sát tranh, đó là gì nhỉ? Mưa gì? Mưa rào đúng không nào? Trong cụm từ mưa rào sẽ xuất hiện chữ R. Các bạn gạch chân chữ R trong cụm từ mưa rào nhé. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ phải thực hiện tô màu chữ R rỗng này các bạn này. Tô màu em bé đang cầm đèn trung thu nha. Mình thực hiện tô màu thôi. Đó là chữ R đó đúng không nào? Còn bây giờ thì các bạn sẽ tô màu em bé thôi, cầm đang cầm đèn trung thu nhá. Mình sẽ tô tóc màu nâu trước này. Nào các bạn hãy tô màu xanh dương nha, màu xanh ra trời. Để trung thu thì các bạn sẽ sử dụng những màu sắc sặc sỡ, ví dụ như màu đỏ, màu vàng, màu cam. Mình sẽ tô 5 cánh màu đỏ. Ở giữa thì tô màu vàng nhé. Ok. Rất là xinh đúng không nào? Trong cụm từ rước đèn trung thu xuất hiện hai chữ R thì các bạn sẽ gạch chân cho mình dưới hai chữ R, đấy là chữ R xuất hiện trong từ rước và chữ R xuất hiện trong từ trung. Được chưa nhỉ? Xong rồi các bạn hãy cùng nhau nhìn lại một lần nữa để kiểm tra xem là mình có làm đúng không nhé. Rồi, thời lượng của kênh hôm nay đến đây cũng hết mất rồi các bạn ạ. Bài học ngày mai thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện phần ôn tập lại toàn bộ các chữ cái mà chúng ta đã học nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.